Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Solana, Solana và Solana. Ngay bây giờ là 1 giờ 42 phút sáng ngày 5 tháng 12 2023 mình nhảy luôn. Vì cái đồng Solana ngay bây giờ ok, mình canh đang canh giai đoạn để sốt xuống, xuống 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 nhiều hơn lên, ok, ngoại trừ ok, mình sẽ đi lại cho bạn ngay bây giờ. Đã nói rồi, bất cứ một người nào bước vô cái nền tảng này, nghe, bất cứ bạn muốn mua bán cái đồng nào, coi ít nhất 10 tập vừa rồi. Cái đầu tiên nó xác thực tín hiệu của mình. Cái thứ hai nữa bằng hiểu cái suy nghĩ của mình để nó có thể giúp bạn chốt đơn, chốt đơn và chốt đơn. Để lấy tín hiệu 10 tập vừa rồi, liên lạc với cô thư ký. Vô. Vừa rồi là nó nằm giữa hai cái vành đen này, chúc đầu đi lên như vậy, xác suất là 60% phá vỡ đi xuống. Mình đã phá vỡ đi xuống. Riêng cái đồng sala này nè, mình và bạn đã chốt đơn rất nhiều. Chốt đơn rất nhiều. ngày rất rất, rất 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 nhiều. Thì tương lai này mình sẽ cố gắng tiếp tục cung cấp những chiếc xám để cho bạn chốt đơn thì vừa rồi là nó phá vỡ đi xuống ok rồi nó bập bên bập bên thôi bằng tắt đi tất cả mọi thứ bập bên lết lên chút xíu về đếm sóng thì đây là sóng số 3 đâu đó mình có sóng số 4 ở dưới đây đúng là sóng số 4 này okay, khó thấy đúng không đây, là sóng số 4 sau đó là sóng số 5 nó lên tới cái vùng này có lên được hay không thì dựa theo ngay bây giờ ok thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn vừa rồi mình bắt gặp là cái sóng là ABC ok cái sóng C này cũng có thể kết thúc ở đây Hoặc có thể râu ri hơn Nhưng mà ngay để cho nó dễ nhìn hơn Mình sẽ dẹp cái sóng C luôn Nó đã cũng gọi là Vừa rồi mình đã đi với bạn từ đây Đúng A, B, C thì vừa rồi nó cũng đã gần gọi là có thể gọi là kết thúc rồi Mình bỏ nó đi Bỏ luôn cho nó trống Thì trong cái vừa rồi là mình chia sẻ cho bạn những cái sóng này Số 1, 2, 3, 4, 5 và vừa rồi Nhớ cái sóng này đó, nó vẫn có thể râu ri lên thêm được nữa Ok, râu riêng lên thêm một nữa. Và nó râu riêng lên thêm cơ, thì nó râu riêng lên cái vùng này. Có nghĩa là sóng số 3 nếu mà nó râu riêng lên thêm thì sóng số 3 không phải kết thúc ở đây. Mà nó sẽ dời qua đây và sau đó mình sẽ có sóng số 4 xảy ra. Sóng số 3 nếu mà nó lên thêm. Thì nếu giá lên thêm, sóng số 3 sẽ được dời. Nha. Có nghĩa là và sau đó là sau, mình có sóng số 4 xảy ra rồi sau đó là sóng số 5. Nếu nó tiếp tục lên thêm có nghĩa là sóng số 3 chưa kết thúc ngay vừa rồi là gọi là nó sai quay rồi nó lên lại thôi chúng có gì hết. để mình xóa bớt vài tài liệu. Ngay bây giờ nó có hai, mình xóa luôn cái này đi ha. Xóa luôn cái này để chừng nào mà nó xảy ra gọi là vừa rồi. Cái chỗ này là cái vòng vàng vàng này nè. Con giá là 59.6. Mình đã vẽ sẵn cho bạn nếu chống được ở đây thì nó sẽ lên cái con giá kế tiếp là lên những cái con giá này và vừa rồi nó lên được tới 5 65, có nghĩa là lên được hai con số. Đây, mình đã vẽ sẵn một tên cho bạn, ok coi lại cái tập vừa rồi để xác nhận ok thì gọi là mình xóa luôn cái này đi ha xóa luôn để cho nó chống bớt dễ giải thích hơn ok xóa luôn ok à, mình để lại con giá này qua đây thôi ok ok thì ngay bây giờ nó có hai cái sóng đang xảy ra ngay bây giờ một và mình đã vừa rồi vẽ sẵn cho bạn luôn đây là nó có vẻ là nó đang tạo một cái hình tam giác giữa hai cái vành đen này ok giữa hai cái vành đen này nó đang tạo một cái hình tam giác um, cái đầu tiên á ok có thể nghe có thể là nó đang tạo hình tam giác á, thì nó sẽ đi theo cái đường chỉ này đây là a này đây là b này đây là c này d d d này thành e này sau đó là bung nghe sau đó là bung lên cái cái vùng này nghe đây là những con số vẫn là sóng số 3 trong có gì hết nha vẫn là sóng số 3 nếu nó nó đi hết cái hình tam giác này rồi nó bùng lên okay. nhưng mà nếu mà nó sập xuống luôn ngay bây giờ thì đây là sóng số 1 xuống nè sóng số 2 nè sóng số 3 nè sóng số 4 là sóng số 5 thì nó đem cái có nghĩa là nếu nó xuống như vậy thì đây là sóng số 3 đã kết thúc ở đây rồi và sóng số 4 sẽ bắt đầu ok và những con giá mà nó nằm trong sóng số 4 thì mình đã chia sẻ cho bạn tuần này qua tuần nọ rồi đây là những cái 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 gọi là cái chống lưng của nó 49 năm à, uh, 365, 22, 42, 40, 34. Vẫn phải giữ trên 34. Ok. Vẫn phải giữ trên 34 mới sống số 5 nó mới diễn ra. Còn không có là nó sẽ sập luôn. Nó quay lại 20, 17 cũng giống như vừa rồi của nó. nha yeah, Đây là sống số 4. Ok. Thì đây là sống số 5 nó dẫn đường xuống sống số 4 lớn. nha yeah. Số 5 này đây là những sống nhỏ thôi. Làm sao mà mình biết là nó bắt đầu đi xuống rõ ràng từ vừa rồi là nó bằng thấy nó chống ngay ở cái vành vàng là cái con giá này ok à, thì bây giờ mình à, 59.6 ok là bạn thấy nó nguyên cái vùng này nó chống rồi thấy không ok là đây con giá này nha ok và vừa rồi nó, nó, gần tới cái nó hồi lại thì đây là cái tín hiệu đầu tiên nếu mà nó sập dưới cái tín hiệu này ngay dưới cái con 59.6 thì cho bạn cái tín hiệu á xuống 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 và xuống có nghĩa là sóng số 1 đang được diễn ra thôi chứ không có gì hết sóng số 1 đang được diễn ra sau đó bạn có sóng số 2, số 3, số 4, số 5. Đây là những cái chống lưng cho nó. Ngay bây giờ. Nếu mà nó sập dưới, nghe dưới luôn cái 53.1. Có nghĩa là sóng số, nếu mà nó sập dưới đó luôn rồi á. Thì có nghĩa là sóng số 3 đã kết thúc rồi. Đã kết thúc rồi. Sóng số 4 đang xảy ra luôn rồi. Nó tới nó rơi vào cái vùng này. Nếu mà vẫn nằm giữ được trên 53.1 thì xác suất là sóng số 3 vẫn tiếp tục và nó quay lại lên cái vòng này. Ok. Giờ hiểu đúng không? Nằm trên 53.1 Sóng số 3 vẫn tiếp tục Có nghĩa là dời nó Rất dưới con này Sóng số 4 xảy ra Sau đó mình có sóng số 5 Nhưng phải giữ được trên con 34.4 Thì Cái mà để cái tín hiệu đầu tiên Thì là con giá này 96.6 nè Nó rớt dưới vàng vàng này nè cái bây giờ tới mình độ mình rớt dưới bệnh vàng, vàng là cái đó tín hiệu đầu tiên và đây là những cái chống lưng. Nếu mà nó căng 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 xuống, ok thì mình biết là nó đang nằm trong sóng số 1 nhỏ, sau đó mình sẽ có một cái sóng hồi số 2, sau đó mình có số 3, số 4 và số 5. Ok. Là cái đó là cái cái gì đó? Cái con đường đi xuống cho sóng tới tới sóng số 4 đúng không? Nhưng mà nếu mà nó chơi ping pong ở trong giữa cái hình tam giác này là đây là B, nhưng mà đây mình dán đây là B đúng không? Rồi sau đó mình có C, Ok, để ý cái vành đen này là khoảng tới đó là nó nó chút chút xuống 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 mình bỏ luôn cái vành xanh này để nó làm rối quá. Ok. Vừa rồi là mình nói cái vành xanh đó mình bỏ lại cái vành xanh đi. Là cái con giá này là cái con giá phải chống lưng để nó bay lên thì vừa rồi nó chống lên ở đây và nó bay lên. Ok thì khá là khá là chuẩn. Ok. Nếu nó bay lên luôn ngay bây giờ. Ok, bay lên luôn ngay bây giờ. Thì nếu mà nó bay lên luôn tập bập 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 bên bập, đi lên luôn á. Ok. Nếu mà nó đánh vỡ cái con này là cái đỉnh vừa rồi của nó. 65.6 thì có nghĩa sóng số 3 đang được diễn ra. Sau đó nó tới 68 là cái đỉnh vừa rồi của nó. Sau đó là 73, 76. Đó là những con số kế tiếp. Nếu đã đánh vỡ cái vành này, xác suất ngay bây giờ cái đồng tiền không được không được đang rót Rio đang rót vô BTC và Ethereum bởi vì vậy xác suất là xuống nhiều hơn lên nó khó mà để nó vật lại đi đi lên đây nhưng nếu hai một trường hợp là tới đây hồi lại lên đây mới bùng ok hai là sập luôn ngay bây giờ. Đó là hai hai, hai cái hai cái thứ. Nếu mà bạn tới cái vành đen mà bạn thấy nó bắt đầu đi lên lại cái vành đen này nè, ok. Vành đen này nè. Bắt đầu đi lên lại thì mình biết nó có thể là đi hết cái hình tam giác này. Tới xong D, xong E, đúng không? Còn nếu mà nó tới chỗ cái vành đen này, vành đen này đúng không mà nó sập luôn á thì mình biết là cái gì? Là sóng số 4 đang được diễn ra. Thì đó là cái cơ hội cho rất là nhiều lệnh short xuống, đúng không? Còn tới đây mà thấy nó bập bên đi lên thì đây là một cái lệnh long đi lên. Đây, vẽ luôn cái cờ. Đây. Đây là một cái lệnh long, đúng không? Nếu nó 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 nó, nó bập bên được dưới cái trên cái vành đen này, vành đen này nè. đường chỉ đen này ha, là cái hình tam giác ha, anh chị này. Ok. Đây là mình cho nó thành một cái cờ gọi là cái cờ xanh đi ha. Để bạn biết. Còn đây, nếu mà nó cắn dưới cái thằng cu này. Dưới cái vành đen này đúng không? Thì đây là sau đó nó bập bên đi lên, cái okay, bập bên đi lên rồi gọi là nó ngừng á, có thể là mình quất xuống một cái cái À, quất xuống một cái lệnh lệnh sốt xuống ok nhưng mà gọi mà để cho nó an toàn á, thì đâu khoảng cỡ cái tầm này này con giá đâu khoảng cỡ nhiêu năm bốn ha mà năm bốn thì quá cao tới khoảng cỡ năm bảy thì đâu còn năm bảy năm bảy tám ok mình xóa cái này đi tới cái vùng này ngay bây giờ nếu dưới cái dưới cái vành vàng á bạn vẫn có thể chơi một cái lệnh sốt nhỏ nhỏ xuống nha tới cây vành đen thôi rồi tới chỗ đó là bạn coi nó có ngừng hay không nếu nó ngừng thì bạn lánh một cái lệnh lon lên còn không có nếu mà nó rất ra luôn thì mình biết là thế nào nó cũng có một cái sự nhanh nhót lên nếu mà canh mua một trên cái sự nhanh nhót này lên sau đó là hồi lại tiếp có thể xác suất ngay bây giờ là xác suất nhiều nha là sóng số 4 đang được diễn ra có nghĩa là hồi tới cái vấn đề này lớn có nghĩa là đây là những cái lệnh số rất là dài để bạn chơi còn mà tới nay chừng nào mà thấy là đen tới đó mà nó gọi là bật bên đi lên thì đây là một lệnh lon bật lên ok dựa theo những gì đây là cái cái sóng nè ok mình có thể đổi màu nó cho nó dễ coi hơn màu gì đây này hả đậm hơn chút xíu đó ok đó là hai cái xác suất nó đang diễn ra ngay bây giờ một là cái vành xanh này hai là cái vành tím xác suất đi lên rất khó nếu xác suất đi lên thì nó phải cắn con này rồi con này nè 59.6 cái đỉnh vừa rồi của nó thì nó sẽ tới cây những cái móc da này ok xóa bớt cái này luôn Vừa rồi là cái mũi tên này nè mình để tường chân Vừa rồi đây là những con giá nó nằm ở đây Mình có một cái mũi tiên trẻ lên Nếu mà cắn con giá này nó lên tới hai cái cái vùng này rồi sau đó nó quay đầu Thì nó đã lên tới hai con này rồi bây giờ nó quay đầu Thì vừa rồi đây là cái quay đầu của nó này Ok là cái mũi tên này Thì vừa rồi rất là chính xác Thôi mình xóa nó luôn ngay bây giờ nha Để cho nó trống vắng hơn chút xíu um, Ok À, nhớ đây là một một đường chỉ 57.1 nè ok nếu mà rớt dưới đó là mình quất một cái lệnh số rất là ngon lành xuống luôn nè đó bởi vậy mình đã bỏ cái bỏ cái mũi tên sẵn cho bạn rồi ok dưới cái thằng này ok 50 uh, 51 3 chấm này nó kêu quất một cái lệnh số xuống nha quốc lực một cái lệnh số xuống cho tới cái cái vùng những con giá này cái okay. thì đây là những cái mũi tên cho bạn những cái cho bạn những đánh những cái lệnh số trong tương lai tới đây xác suất xuống nhiều hơn lên nghe ngoại trừ gọi là nó có thể là mình đã đây mình đã vẽ những cái đường chỉ nhỏ nhỏ này nè nếu bạn thấy nó bập bên cắn những cái đường chỉ này tất cả những gì mình vẽ ở đây bạn vẽ ở nhà chấm hết nha để bạn có thể chấu chấu đơn đây là cái đường chỉ của cái đỉnh vừa rồi của nó bỏ nó thành màu đỏ à, màu đỏ thì quá khó, khó coi cái, màu nào cũng là màu đỏ màu vàng đi ha đây đỉnh vừa rồi của nó nếu cắn con này thì mình biết là xác suất nó đã sóng số 3 tiếp tục diễn ra và nó lên nó cắn những con giá này cái giá này còn nếu mà nó có tiếp tục đi xuống cắn dưới cái vành vàng cái đó là sẽ, sẽ chứng tỏ rồi đó, đó đánh những cái lệnh số nhỏ nhỏ xuống nhỏ nhỏ, thôi vô ra vô ra nhưng mà có thể là xác suất là cái vành tím này đang được diễn ra hoặc cái vành xanh này thôi ngắn hạn thì vẫn là xuống 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 và xuống Ok thì canh cơ hội đây dưới vành vàng quốc một lệnh số xuống dưới cái vành đen này dưới cái vành đen này đúng không cái vành đen này, này bạn thấy nó tới đó nó ngừng chân và nó bập bên đi lên 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 lên, lên lại thì quấn một cái lệnh sọ lon đi lên Ok. Nhưng mà rõ ràng tới cái cái vùng cái vùng đó thì rõ ràng mình sẽ cập nhật tín hiệu mới cho bạn rồi để bạn chốt đơn, chốt đơn và chốt đơn. Ngắn hạn, xác suất là xuống. Xuống có thể là dựa theo cái vành xanh này đi theo cái đường chỉ này hoặc xuống cũng giống như vành tím đi theo cái đường chỉ màu tím. Ok. Xác suất thì mình nghĩ ngay Có thể là đi theo cái vành tím để tới sóng số, số 4, mình muốn nó hoàn tất đi. Sau đó mình có sóng số, số 5 là đây. Ok, sau số 4 là có sóng số, số 5, sóng số, số 5. Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Video kế tiếp mình sẽ làm cho bạn là Ethereum, Ethereum và Ethereum. Vậy thôi, xin chào mọi người. Nhớ à, nếu bạn kiếm được kiến thức, đừng quên ứng vô cái ngón tay giúp mình. Có nghĩa là ứng vô cái chữ thích cho mình. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.